À, hôm nay em thắng phải wow lên một cái, nó thực sự nó rất là tuyệt vời. Tí nữa em sẽ chia sẻ phần phần đó thì mọi người sẽ biết rằng là trời ơi, đây là một cái cơ hội để mọi người có thể là gì ạ? Auto thu nhập cực kỳ tuyệt vời luôn đấy ạ. Và chúng ta hãy nhìn nhận rằng là với một cái công việc nào đó ở ngoài kia, đúng không ạ? Chỉ chúng ta phải lựa chọn. Có phải là chúng ta đang lựa lựa chọn là gì ạ? Nếu một cái công việc nào đó là có phải là thuê mặt bằng không này, rồi trong cái công việc kinh doanh này đó có phải trả công cho nhân viên không? Ở đây là cái tiêu chí là gì ạ? Tiêu chí của Thắng là những cái người mà muốn làm chủ, đúng không ạ? Rồi phải cho thuê bãi không này, hàng ngày chúng ta có phải chấm công hay bắt ép không, đúng không ạ? Và một ngày chúng ta bắt buộc ngày phải làm mấy tiếng, và cái công việc đó nó có cần cái năng lực hay trình độ gì không ạ? Rồi tiếp theo là cái chi phí quảng cáo, chi phí kinh doanh nó có nhiều không, thì từ đó chúng ta mới đưa ra được những cái lựa chọn, những cái tiêu chí của mình để mình lựa chọn công việc này. Và em Thắng sẽ chia sẻ và bật mí cho mọi người, đó chính là đây là bốn cái hình thức tạo ra cái thu nhập. Ở bên tay trái gọi là nhóm E và nhóm S ấy, gọi là nhóm làm công và nhóm làm tư. Cái nhóm này nó là thu nhập, gọi là thu nhập chủ động, có nghĩa là chúng ta làm thì chúng ta mới có tiền. Và thu nhập thụ động ấy, là phải những người business, có nghĩa là những người làm chủ. Mà làm chủ đây là chúng ta phải làm chủ một cái hệ thống kinh doanh nhé cả nhà nhé. Và đầu tư ở đây á, chúng ta hiểu rõ investor ở đây nó là đầu tư chính thống nhé cả nhà nhé, chứ không phải là những cái mảng đầu đầu tư ngoài kia mà mọi người nghe. Đây mọi người phải hiểu rõ rằng đầu tư nó sẽ có rất nhiều mảng, nhưng ở đây là những cái đầu tư ví như mọi người đầu tư vào chứng khoán, đầu tư bất động sản, đầu tư vào vàng, hay đầu tư vào cho những cái gì ạ, ngôi nhà cho thuê, đúng không ạ, vân vân và vân vân. Thì ở đây chúng ta sẽ cần phải vốn này, kiến thức này, kinh nghiệm, rồi những cái độ rủi ro của nó như thế nào để chúng ta lựa chọn nó, và chúng ta đang ở trong cái môi trường để tạo ra cái công việc thu nhập như thế nào. Thì đây nó là một cái bí mật mà Thắng sẽ bật mí mọi người trước khi chia sẻ về chính sách này. Cái bí mật mà cái nhóm người giàu ở trên thế giới này họ không bao giờ chia sẻ cho bất cứ một ai cả. Nếu như một người nào đó là tỷ phú, dù bạn có gì ạ, có chơi với họ, thì họ sẽ không bao giờ chia sẻ cho họ, chia sẻ cho bạn những cái kiến thức. Ví như là với cái nhóm làm công và nhóm làm tư á, thì nó sẽ được gọi là cấp số cộng, và có một cái nữa gọi là lãi kép. Nó là kỳ quan thứ 8 của thế giới đấy ạ. Thì đây là cái nhóm làm chủ và đầu tư họ đang áp dụng. Mọi người nhìn rằng là nếu như mà 1 cộng 1 thì chỉ bằng 2 thôi ạ. Và 2 cộng 2 thì bằng 4. Cứ như vậy là cộng liên tục mà thì nó vẫn tích lũy được. Nhưng để vẫn có số đấy, nếu như chúng ta sử dụng phép nhân, đúng không ạ? Là gì ạ? 1 nhân 1 thì đầu tiên nó rất là nhỏ. Nhưng đến biết thứ hai là 2 nhân 2 bằng 4 rồi. 4 nhân 4 lại bằng 16. 8 nhân 8 bằng 64, có nghĩa là gì? Chỉ cần đến lần thứ tư thôi mà nó đã gấp bằng gì ạ? Lần thứ 6 của cái nhóm cấp số cộng rồi. Và tiếp tục với cái tiếp tục là gì ạ? 16 nhân 16 thì bằng 256. Cứ như vậy nhân lên thì các bạn hình dung rằng là chỉ cần bằng cái rồi 8 lần 8 lần thôi là 128 nhân 128 nó ra 16.384 rồi. Thế nên các bạn biết rằng là vì sao những cái người càng giàu họ làm càng ít mà họ lại càng hưởng được nhiều không ạ? Đó. Tại sao mà nhiều người biết rằng là à cấp số nhân nó là cái rất tốt, nhưng tại sao chúng ta không thể thành công được không ạ? Mọi người có thể comment được không ạ? Comment giúp em xem là vì sao chúng ta biết rằng là cấp số nhân là một cái gì đó rất là tuyệt vời mà chúng ta không thể áp dụng được không ạ? Đó là chúng ta chưa chưa đủ bốn yếu tố như cả nhà nhá. Yếu tố đầu tiên nó phải là về một sản phẩm, và sản phẩm nó phải là thị trường đại dương xanh. Như Hoàng Dung vừa nói đấy, thị trường phải là đại dương xanh. Nếu một thị trường nào đó vào chúng ta cạnh tranh quá nhiều, ví như về thực phẩm chức năng, nó không có đúng có sai, nhưng nó bây giờ nó đang bị cạnh tranh rất là nhiều rồi, thì chúng ta sẽ bị giảm đi cái việc đó là về một cái thị trường nào đó bị cạnh tranh lớn, đúng không ạ? Thứ hai là cái chính sách. Nếu như vừa so với chính sách mà tí nữa em Thắng chia sẻ thôi, mọi người thấy rằng là nó rất là ưu việt, nó khác biệt hoàn toàn và nó không giống ai cả, nên là nó sẽ tạo ra cái việc đó là chúng ta có thể làm chủ một cách dễ dàng hơn, và chúng ta chỉ cần khởi động ở một cái mức gì ạ, rất là thấp thôi, đúng không ạ? Rồi mức thấp như vậy nhưng chúng ta sử dụng đòn bẩy con người. Chúng ta đang làm ở đây, chúng ta đang làm đòn bẩy với con người. Nên mọi người sẽ xem một cái video. Mọi người sẽ thấy rằng là nhỏ nhưng mà nhiều thì nó có bằng một kho. Anh nhìn là được như thế này.
có một con cá mập rất to đúng không ạ, đang muốn ăn thịt những con chim cánh cụt đó. Nhìn con chú rất là đặc biệt. It's smarter to travel in groups. Đây là đoạn video rất là hay. Cả nhà thấy không ạ? Một đoạn video em Thắng có thể nói rằng đây là một cái sự về đoàn kết, và đây là một cái ngành nghề mà mọi người nếu như chỉ cần có một yếu tố này thôi là mọi người đã chắc chắn sẽ thành công ở với ngành nghề này, cộng với cả một sản phẩm tốt và chính sách tốt. Mọi người cùng comment đi ạ, đó chính là nghề những người thích giúp đỡ những người khác. Cả nhà comment đi ạ, đó là ngành kinh doanh thích giúp đỡ những người khác. Và Thắng sẽ em này sẽ chia sẻ đam mê của bạn là cái gì. Cái việc đầu tiên chúng ta phải truyền cái cảm hứng của mình, cái cảm hứng và cái đam mê của mình với cái công việc này. Chúng ta phải yêu nó thì chúng ta mới làm được cái việc. Và ở đây á, nếu như mọi người mà mong muốn và đam mê thích giúp đỡ người khác thì đây là một cái môi trường để giúp cho các bạn có thể chấp cánh cái ước mơ này, và giúp các bạn có thể đồng hành, giúp các bạn hạnh phúc hơn, giúp bạn có một công việc tốt hơn, giúp bạn gia tăng thu nhập rất là tốt. Và ở đây là công ty đang định hình một cái về khoa học dinh dưỡng này và tận hưởng những điều tốt đẹp xoay quanh cái lifestyle này. Và công ty họ luôn luôn tìm kiếm ra những nhà vô địch và những nhà lãnh đạo và những người tiên phong và những người sẵn sàng thay đổi thế giới. Và ở đây á, nó có những cái yếu tố mà chúng ta rất là thích ở trong cái hệ thống của Online này. Đó chính là cái việc đó là chúng ta được làm mãi mãi, được cộng dồn mãi mãi. Có nghĩa là chúng ta sẽ làm liên tục, cứ liên tục được cộng dồn. Như cái việc đó là như mọi người vừa nhìn thấy đấy ạ. Chỉ cần gì ạ? Một người, ví như là một con đom đóm ấy thôi. Nhưng nếu như ở đây chúng ta cứ cộng dồn nhiều con đom đóm lại thì có phải làm phát ra ánh sáng rất là lớn đúng không ạ? Thì cũng như cái việc ở đây chúng ta là, vào đây chúng ta không cần vốn lớn, chúng ta chỉ cần nhỏ bé thôi. Nhưng với cái hệ thống online mọi người có thể là gì ạ? Không giới hạn thời gian để mọi người làm việc và mọi người thành công cùng với cả cái dự án này, cộng với cả là không cần phải ôm hàng. Ở đây chúng ta không cần phải ôm hàng gì cả. Chúng ta chỉ cần là gì ạ? Đăng ký thành viên và sau đó chúng ta phát triển và lan tỏa là thôi. Và không có áp lực. Tuy nhiên một số mô hình mọi người biết rằng là mới hàng tháng chúng ta phải có target. Nếu như chúng ta không có target này thì chúng ta sẽ không bao giờ nhận được cái thu nhập từ cái công việc này, kinh doanh này. Nên chính vì đó là cái rào cản và cái ngăn cản rất nhiều người không thể thành công được. Ví như trong một tháng vừa qua em Thắng chăm sóc rất là nhiều những người trong hệ thống của em Thắng, thì trong một tháng thì gần như anh chị em đó vẫn chưa được ra được một hệ thống. Nhưng đến trong tháng 6 này thôi thì cái hệ thống nó đã bùng nổ rồi. Thì cái việc nếu như mà có một cái công việc nào đó áp lực doanh số hàng tháng thì có phải là chúng ta đang bị mất đi rất nhiều những cái người tuyệt vời đúng không ạ? Tại vì cái thời gian nó phải cần một thời gian dài chúng ta mới có tích lũy và chúng ta mới có được cái doanh số đúng không ạ? Em Thắng sẽ tóm tắt cái chính sách trả thưởng. Mọi người thì chụp lại, mọi người học thuộc cái này. Ở trên này là chúng ta sẽ nhìn thấy cái việc đó là với cái gói thành viên chúng ta đăng ký vào đây là sẽ có một máy này, hai máy và sáu máy. Nó tương ứng với P3, P4 và P5. Và nó sẽ tính ra cái điểm PV tương ứng với số máy này để chúng ta tính ra phần trăm. Bên cạnh cái PV tính ra phần trăm này chúng ta sẽ được tặng cái voucher. Có nghĩa là ở đây ạ, nếu như anh chị em là đăng ký là thành viên thì chúng ta được tặng voucher. Chúng ta hãy comment là gì ạ? Voucher người mua và người kết nối nhận 375 đô trên một máy, để chúng ta nhớ được không ạ? 375 đô voucher này nó là một phần thưởng thêm. Nên là cái người giới thiệu cũng được lợi mà cái người đăng ký vào trong cái thành viên của chúng ta cũng được lợi. Đó, mô hình rất là nhân văn và rất là hay đấy cả nhà nhá. Tiếp theo này. Tiếp theo là thưởng kết nối, có nghĩa chúng ta vào đây, chúng ta dùng sản phẩm tốt. Chúng ta thấy gì ạ? Sản phẩm này tốt rồi chúng ta chỉ chia sẻ một cái gọi là đây là một sản phẩm rất là tuyệt vời, anh chị em nhìn thấy rằng là Thắng dùng này, Thắng có kết quả này thì chia sẻ, người nào mua thì chúng ta sẽ được 10%
trên cái PV của cái sản phẩm đó và đều được như nhau. Thứ hai là thưởng cân tầng là được 50%, cả nhà không nghe rõ à, không không nghe nhầm đoạn, thưởng cân tầng 50% cả nhà comment đi ạ, thưởng cân tầng 50%, thưởng kết nối 10% là 60% rồi, quá tuyệt vời đúng không ạ. Tiếp theo là tiền thưởng cân cặp nó sẽ từ 11 đến 13%, tương đương với cái gói đầu vào là một máy đến 6 máy. Tiếp theo là cái tiền thưởng cân cặp này nó có phần mắc thu nhập, nó sẽ bằng cái gói đầu vào của chúng ta là 1.000 đô, 2.000 đô và 6.000 đô, tương đương với gói đầu vào. Và có một cái rất là lạ, đó là cái thu nhập của tuyến trên, thu nhập tuyến trên là 5% đó, và nó có mắc là nhân 3 với cái gói đầu vào của chúng ta lần đầu tiên cả nhà nhá. Tiếp theo nữa là gì ạ? À, cả nhà nhá, nếu như em chia sẻ đến đâu mọi người hãy comment lên trên đấy để nhớ hơn. Rồi tiếp theo là thu nhập của tuyến dưới, thu nhập trên thu nhập của tuyến trên, rồi lại thu nhập trên thu nhập của tuyến dưới, là tổng công ty Vĩnh như là cả một cái hệ thống, là từ từ am từ thế hệ 1 đến thế hệ 6 là công ty chi trả ra thì ạ 1 tỷ đồng, thì công ty sẽ trích thêm 35% cái thu nhập của những cái người đó được chia lại cho thì ạ 6 cái thế hệ, làm thế hệ đầu tiên là 10% thu nhập và các thế hệ sau là 5%. Và em sẽ đi sâu vào chi tiết từng phần để anh chị em có thể hiểu được. Phần tặng voucher, mọi người biết rằng là gì ạ? Một máy thì đã được 375, hai máy thì được 750 và sáu máy thì được 2.250. Cứ như vậy chúng ta nhân lên thôi. Người mua và người giới thiệu đều được. Cả nhà thấy tuyệt vời không ạ? Lưu ý, tất cả tiền thưởng này chỉ để dùng mua các sản phẩm trên sàn thương mại điện tử của Olyline. Đó là tên là Olymol cả nhà nhá. Cái này không được thanh khoản ra, cũng không được gì ạ, chuyển khoản cho gì ạ, những cái hệ thống, những người bên bên cạnh. Đó là đây là tiền thưởng voucher nên chúng ta chỉ được dùng cho bản thân mình thôi. Rồi tiếp theo là tiền thưởng kết nối trực tiếp, nó đều giống nhau, dù các bạn vào một máy hay hai máy hay sáu máy thì đều được là 10%. Nên Thắng có một cái ví dụ để anh chị em nắm được rõ hơn. Một máy, giới thiệu ra một máy thì đều được 75 đô, hai máy thì là được 150 đô, 6 máy thì là được 450 đô. Cứ nhân nhân như vậy thôi là chúng ta ra được cái phần thu nhập. Rồi, chúng ta giới thiệu nhiều thì chắc chắn rằng là gì ạ? Chúng ta sẽ có những cái phần thưởng thêm, thì công ty tối ưu cái thu nhập mình bằng cách là gì ạ? Rất tuyệt vời, đó là chúng ta có một cái sơ đồ là chúng ta chỉ cần tuyển hai người, ở một người bên trái hoặc một người bên phải, hoặc là có thể một người nào đó ở trên tuyến trên họ giúp đỡ mình, một người bên trái hoặc một người bên phải, thì chúng ta vẫn có gì ạ, hai người ở đây ạ, cái tầng đầu tiên ở bên dưới mình, thì cái người này chúng ta gọi là cân cân ở tầng 1, và cái cân này chúng ta sẽ được 50%, thì là sẽ được 375 đô trên một cặp này. Và cái hay của cái chính sách này nó là gì ạ, giúp chúng ta cộng hưởng cộng dồn mãi mãi. Ví dụ như là gì ạ, ngày hôm nay có một người A vào, nhưng người A này tiếp tục lại có một người giới thiệu, thì họ lại tiếp tục, họ lại có những cái người bên dưới mình, và mình cũng được là ăn cái doanh số cộng dồn đó. Là gì ạ, ở tầng thứ hai là người mình giới thiệu ra, hoặc là những người tuyến trên họ hỗ trợ mình, hoặc những người bên dưới như em Thắng vừa nói ạ, cũng tuyển ra như vậy. Thì cứ một người bên trái và một người bên phải đầu tiên của một tầng chúng ta sẽ gọi là cặp, và chúng ta sẽ nhận về 375 đô. Và ở đây nó sẽ không giới hạn tầng, nó n tầng, nên nếu như chúng ta càng hỗ trợ càng sâu thì chúng ta một ngày nào đó, cứ mỗi ngày chúng ta mở mắt ra, chúng ta được 375 đô, 375 đô, 375 đô liên tục liên tục. Cái nhà ấy tuyệt vời không ạ? Cái này nó sẽ xảy ra rất là gì ạ? Rất là nhanh thôi. Đó. Phần thưởng này rất là lớn cả nhà nhá. Phần thưởng này có một số lưu ý để anh chị em có thể nắm được, đó là ở đây chúng ta được bảo lưu doanh số mãi mãi, không cần phải target là gì ạ? Tháng này chúng ta phải bán được bao nhiêu máy thì chúng ta mới giữ được doanh số. Nên cả nhà thấy một cái sơ đồ chính sách nó quá thông minh, và gần như chúng ta không có điều kiện gì chúng ta vẫn hưởng được cái chính sách này. Nên là cả nhà gì ạ? Kiểu gì cũng được nhận. Tiếp theo là tiền thưởng cân cặp. Vậy thì gì ạ? Một cái cặp ở bên trái, một cặp bên phải, tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba, rồi đến tầng thứ tư thì số lượng người càng nhiều lên, thì cái người số 1 và người số 3 xuất hiện này thì được gọi là cân cặp, thì chúng ta trừ đi. Nhưng tiếp tục lại cái người ở bên cạnh cái tầng thứ tư đấy thì gọi là gì ạ? Chúng ta sẽ được nhận về 11 đến 13% của cái gì ạ? Của cái thu nhập đó. Và tiếp tục ở bên dưới cũng vậy. Thì cứ có một người xuất hiện bên trái, một người bên phải thì được gọi là cân tầng, và các cái gọi là những cái cặp tiếp theo thì chúng ta được thưởng cân cặp trung bình khoảng từ 82,5 đến 93 đô
trên một cái cặp này. Vì cái cặp này nó không giới hạn nên là chúng ta phải có một cái điều kiện, đó là điều kiện mắc thu nhập. Em ví dụ như là chúng ta vào một máy thì chúng ta chỉ nhận mắc cái thu nhập cân cặp này là 1.000 đô thôi. Còn nếu như ở số 2 máy thì chúng ta nhận mắc là 2.000 đô. 6 máy nhận mắc là 6.000 đô. Có một số lưu ý, anh chị em được cộng dồn mãi mãi cái số máy này để anh chị em được hưởng thu nhập cao hơn. Em ví dụ như là thu nhập của anh Thịnh đạt thu nhập là 1.000 đô. Nhưng một ngày đó anh Thịnh thu nhập cao hơn 1.000 đô rồi, thì anh chị chỉ cần mua một máy vào đó thì anh Thịnh sẽ nhận được thêm là mắc thu nhập là 2.000 đô ở chỗ này. Và chúng ta cũng được bảo lưu doanh số mãi mãi, không có một điều kiện gì. Tuyệt vời không ạ? Cả nhà comment bảo lưu mãi mãi không một điều kiện gì. Đây là cái điều quan trọng với cái sơ đồ này, nó quá tuyệt vời luôn cả nhà. Bảo lưu mãi mãi cho mọi người. Rồi tiếp theo là tiền thưởng coaching bonus. Cái phần cân cặp vừa rồi ấy là cái thu nhập, ví như là ra mắc A 1.000 đô, thì cái 1.000 đô đấy thì chúng ta sẽ được hưởng thu nhập từ cái 1.000 đô của cái người F1 đó. Chúng ta sẽ hưởng, ví như là mình có 4 F1 và mỗi F1 thu nhập 1.000 đô thì chúng ta sẽ được làm thu nhập là 100 triệu đi, thì mình sẽ được hưởng 10% thu nhập là bằng 10 triệu. Nếu mà F2 của chúng ta thu nhập là 500 triệu, F2 thì nhiều hơn đúng không ạ, thì mình nhận được 5% là 25 triệu. Và thu nhập F3 là 1 tỷ, được 5% là được 50 triệu. Thu nhập F4 cũng được 5%. Nếu như doanh thu là 1 tỷ, chúng ta được 50 triệu. Cứ như vậy F5, F6, em đang giả sử ở đây là 1 tỷ, thì chúng ta đều được 50 triệu. Vậy thì nếu như phát triển, chúng ta chỉ cần mắc 6 level này thôi. Và cái level này nhá, chúng ta cũng được mua máy cộng dồn mãi mãi để lên cái P5 là 6 máy đấy, để chúng ta nhận mắc là 6 tầng này. Đó. Thì với điều kiện duy nhất, đó là gì ạ? Chúng ta có 3 F1, thì chúng ta sẽ hưởng được là 3 thế hệ. Và 5 F1, chúng ta sẽ hưởng được 6 thế hệ. Nếu như ở với cái gói số máy là 2 máy là P4 ấy, chúng ta sẽ nhận mắc là 5 tầng. Nhưng 6 máy chúng ta nhận mắc là 6 tầng. Đấy, cả nhà khi nào mà thu nhập chúng ta lớn rồi, chúng ta có thể là nâng cấp lên thôi là xong. Tiền thưởng này rất là lớn cả nhà nhé. Tiền thưởng này đầu tiên nó nhỏ. Bây giờ hiện giờ Thắng thấy cái này nó rất nhỏ, nhưng mà tầm khoảng 3 đến 6 tháng nữa thôi, cái này nó lại là cái lớn nhất. Tiếp theo có một cái thu nhập này. Ngày hôm nay em có thông báo cho rất nhiều người đã có thu nhập 100 đến 200 đô một ngày, mà trong khi đó là chưa cần phải làm gì cả. Và bảo chị ơi, chị có thu nhập 100 đô rồi kìa, chị có rút ra không để em thanh khoản cho. Ô thế à, chị chưa làm gì mà có thu nhập 100 đô. Vậy có nghĩa là gì? Cái người tuyến bên trên của mình ấy, họ làm thì có thu nhập 100 triệu, thì cái người bên dưới là người B và một người C nữa, là hai cái người bên cạnh, họ sẽ được 5%. Cái người tuyến trên này không phải là cái người bảo trợ ra mình, hoặc là người bảo trợ ra mình sẽ là ở cạnh, có nghĩa là ở cái lại cạnh của mình thôi, là cái người B và người C ở cạnh cái người A này thì sẽ được 5%. Và cái hay hôm nay nha, em đang tìm hiểu và thấy rằng là hiện giờ ví dụ như là thu nhập của người A có thu nhập là 5%, người người B được hưởng, thì cái người B này được 5% này á là 5 triệu đúng không ạ, thì cái người dưới người B này sẽ được nhận 5% là của 5 triệu này. Cả nhà tuyệt vời không, cả nhà? Cả nhà cứ vào xem cái cây sơ đồ, mọi người sẽ thấy là cái người 5 triệu này cũng vẫn được 5%, và tiếp tục là cái 5% của người 5 triệu bên dưới lại được tiếp tục 5%, đến khi nào được hết thì thôi. Nên là cái phần thưởng này chúng ta sẽ có max out, nên là nó rất lớn, nên là nó có max out. Máy 1.000 chúng ta chỉ được tính lần duy nhất thôi, là gói đầu vào đầu tiên chúng ta sẽ nhận max là 3.000 đô. Gói P4 là nhận max là 6.000 đô, và gói P5 là nhận max 18.000 đô. Nếu như anh chị em nào có tiền, mọi người mua cái gói này, đảm bảo rằng kể 1 năm 2 năm sau mọi người vẫn nhận được 18.000 đô là bình thường, nếu như chỉ cần người bên trên họ hoạt động thôi, hoặc bên trên nữa họ hoạt động thì mình vẫn được nhận phần này. Nó hay vô cùng, cả nhà cùng comment đi ạ. Hưởng 5% thu nhập của tiến trên, cả nhà comment đi ạ. Cái này, cái thu nhập của team bonus này nó giúp cho hệ thống của chúng ta nó phục hồi rất là nhanh, và gần như là với sơ đồ này nó không có một điểm yếu gì, và nó rất là tuyệt vời, nó bền vững mãi mãi cho mọi người luôn đấy ạ. Rồi, và đây nó là một cái sơ đồ mà có thể nói là được cường tổ chức cổ tức toàn cầu là dễ nhất và đơn giản nhất. Thế như bình thường chúng ta mà để hưởng cổ tức toàn cầu ở những cái công ty khác á, để được chia đồng chia thì nó rất là khó khăn, thu nhập doanh số phải lớn. Nhưng ở đây là chúng ta chỉ cần là gì ạ, một cái nhóm nhỏ, chúng ta có hai cái nhóm, thì một cái nhóm A và nhóm B. Nếu mà nhóm A hoặc nhóm B là nhóm nhỏ thì chúng ta của mình và những người mình giới thiệu ra và bên trên họ thả xuống là cứ 14 máy thôi, chúng ta sẽ nhận được một phần cổ tức toàn cầu. Và cứ như vậy, huấn luyện viên 2 sao thì được 2 phần, huấn luyện viên 3 sao thì được 4 phần,
huấn luyện viên 4 sao thì được 10 phần, huấn luyện viên 5 sao thì được 20 phần, cộng thêm một biệt thự trị giá 500.000 đô. Chúng ta có thể rút tiền mặt ra. Huấn luyện viên 6 sao thì nhận được là 40 phần và cộng phần thưởng, thì em không biết phần thưởng là gì. Huấn luyện viên 7 sao thì được 60 phần chia cổ tức và cộng với cả phần thưởng. Cả nhà thấy nó dễ không ạ? Với như này thôi thì trong tháng 6 này thì với hệ thống của em thắng thôi thì ít nhất cũng có tầm khoảng 6 người sẽ đạt là một star rồi. Cả nhà cùng chúc mừng đi ạ. 6 người, ít nhất là 6 người sẽ đạt một star. Anh Cường thì chắc thì mấy hôm nữa là lên rồi, chị Thuần cũng đã mấy hôm nữa là lên rồi này. Đó. Đồng gà rất nhiều anh chị em khác, anh Quang cũng sắp lên này. Đó, nên là mọi người hãy thấy rằng là đây là một cái rất là dễ chúng ta có thể đạt được, đúng không ạ? Rất là tuyệt vời. Một số điểm lưu ý để anh chị em có thể thấy được rằng là cái này nó hay là gì? Chúng ta bình thường chúng ta phải đến hàng tháng chúng ta mới nhận được cái thu nhập, nhưng ở đây là gì ạ? Ngày hôm nay chúng ta đăng ký, ngày mai chúng ta nhận được tiền ngay vào 9 giờ sáng hôm sau. Đó. Và nếu như chúng ta muốn rút ra bằng thẻ của mình này, hay rút ra bằng những cái cổng thanh toán quốc tế, thì chúng ta sẽ phải có ngày là ngày 15 và ngày 30. Nếu như mọi người cần tiền ngay thì chúng ta phải thanh khoản trong nội bộ. Hiện giờ là em thắng ưu tiên mọi người là thanh khoản trong nội bộ cho nó nhanh. Và người được giới thiệu thì đầu tiên đặt ở bên tay trái. Vậy mọi người tuyển được hai người thì mặc định cái người đầu tiên thì bắt buộc ở bên cái nhánh A của mình. Nhánh A gọi là nhánh trái, nhánh B gọi là nhánh phải, cả nhà nhá. Và vì phần thưởng công ty họ đã chi trả cho mình rất cao, đúng không, cả nhà thấy rất cao, thì cái phần thưởng nó sẽ chia thành 80% tiền mặt và 20% tiền tái mua hàng. Thì 80% tiền mặt là chúng ta rút ra, hoặc chúng ta thì ạ thanh khoản cho hệ thống. 20% chúng ta có thể là tái mua hàng của mình. Chúng ta mua hàng chúng ta mua hàng ở đây là chúng ta có một cái ví 20% đấy, thì cứ đủ tiền chúng ta mua. Ok cả nhà. Và thời điểm này chúng ta mới chỉ có chạy được hơn một tháng thôi, thì đây nó mới là thời gian để chúng ta vẫn là đi đầu thị trường và dẫn dắt thị trường được. Hiện giờ là gì ạ? Tất cả gì ạ? Từ từ mũi Cà Mau, địa đạo móng cái là em thắng đều đặt chân rồi, đều có những người lan tỏa chia sẻ, từ Điện Biên này, rồi Hà Nội này, Lai Châu, Sơn La này, rồi gì ạ? Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh đều có hết rồi. Hôm nay thì Thanh Hóa, Bến Tre, rồi là gì ạ? Hòa Bình. Đấy, rồi rất nhiều nơi nữa. Cả nhà thấy tuyệt vời không ạ? Mà đó chỉ là một cái mối quan hệ gián tiếp thôi, nhưng rất là tuyệt vời. Và lựa chọn nó quan trọng hơn nỗ lực rất là nhiều. Vì ngày trước em biết rằng anh chị ở đây có rất nhiều anh chị em làm network marketing nhưng vẫn vẫn chưa thành công được, mặc dù là rất cố gắng và chi phí rất là nhiều, đúng không ạ? Vì chúng ta thấy rằng cái cơ hội đó nó rất tuyệt vời, nhưng nó chưa phải thời điểm đẹp để cho chúng ta tham gia. Nhưng đây là một, em có thể nói đánh giá đây là một thời điểm cực kỳ đẹp, với một cái chính sách tốt, một sản phẩm tốt, thị trường Đại Dương Xanh. Chúng ta gặp ai mọi người cũng thấy rằng là sản phẩm này nhiều người chưa biết đến, thì đây là cái cơ hội của chúng ta để chúng ta bứt phá thị trường, chúng ta công phá thị trường và chúng ta chiếm lĩnh nó, đúng không ạ? Và chúng ta liên tục chúng ta cho đi bằng cách đó là chúng ta đi lan tỏa chia sẻ thật nhiều, đúng không ạ? Đi em thắng bây giờ đang có thu nhập, và cũng là gì ạ, tự tay bỏ chi phí ra để đi thị trường cũng như hỗ trợ thị trường, vì em thắng nhìn ra được cái cơ hội từ cái cụ kinh doanh này, nên em thắng đang làm rất là gì ạ, mãnh liệt. Thì cũng mong rằng anh chị em nhìn thấy cơ hội này, nhìn thấy đây là một cái chính sách có thể nói là nó không có một điểm yếu gì cả. Chúng ta làm lâu lên lão làng. Thứ hai là mọi người có một cái thông tin, một cái kỳ cực cực kỳ tốt, đó là ở đây là những người thành công của Olyline thì đều là những người mà trên 50 tuổi, 60 tuổi, những người rất già họ vẫn thành công được. Như có người bằng tuổi cô Minh Huệ, hiện giờ là 4 sao, 5 sao,